Khi cơ quan công an làm việc với 20 nghi can liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra lúc rạng sáng 15 tháng 5 năm 2022 trên đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, người ta mới bất ngờ về nguyên nhân mà những thanh niên ăn chưa no lo chưa tới này sẵn sàng vác bom xăng và phóng lợn ra đường phố để tác động vật lý với nhau. Sáng 16 tháng 5, thông tin từ Công an thành phố Biên Hòa cho biết, đơn vị này đã bắt giữ 20 nghi can. Các nghi can này có độ tuổi từ 16 đến 19, đều ở tại thành phố Biên Hòa, một số còn đang đi học. Công an thành phố Biên Hòa xác định nguyên nhân vụ hỗn chiến xuất phát từ mâu thuẫn vì ghen tuông. Cụ thể, Đinh Văn Đức, 19 tuổi, ở phường Tân Mai, có mâu thuẫn với Trần Hoàng Lâm, 18 tuổi, ở phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, do ghen tuông. Sau đó, cả hai hẹn nhau để giải quyết. Khoảng 3 giờ, ngày 15 tháng 5, Đức và Lâm rủ thêm nhiều bạn bè, rồi hẹn nhau ra đường Phạm Văn Thuận, đoạn thuộc phường Tân Mai. Khi gặp nhau, hai bên lao vào, dùng dao phóng lợn, bom xăng để tấn công nhau. Trong vụ hỗn chiến, có ghi can còn dùng súng bắn đạn cao su bắn nhiều phát, khiến Đinh Văn Đức bị thương ở đùi phải nhập viện. Toàn bộ sự việc được camera ninh và người đi đường quay lại. Công an thành phố Biên Hòa đang truy bắt các vi phạm còn lại liên quan đến vụ hỗn chiến để xử lý.